Ok, hello mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Hôm nay mình lại quay trở lại với tựa game Jurassic Monster World đây. Thì hôm nay có bản cập nhật mà sáng mình ra video, mình quay video mình đéo biết có bản cập nhật luôn. Cái mình đăng video lên mấy bạn comment, ủa anh chưa cập nhật hả? Mình đi vô, mình check cái CH Play thì ra là nó có bản cập nhật rồi. Cái định mệnh con game này có bản cập nhật mà nó, mà mình vẫn vô game chơi bình thường được. Hồi sáng mình quay video vẫn bình thường, cay thế nhờ. Hỏi chấm luôn. Cái bình thường mọi người chơi game đúng không, là chơi game gì cũng vậy đúng không, mỗi khi có bản cập nhật á là mình vô game cái là nó sẽ bắt mình cập nhật rồi mình mới vào được game. Thế đéo nào có bản cập nhật mà mình vô game mình chơi tỉnh bơ. Cái hồi mình chơi, hồi nãy mình tìm trận đéo thấy được ai luôn, đéo tìm nãy giờ không thấy được ai. Cái vô đập comment mới biết là mọi người cập nhật hết rồi. Hỏi chấm không biết. Mọi người không comment chắc mình đéo biết luôn. Tức ghê. Đây có cập nhật, có cập nhật thêm cái này kêu bằng cái này là hội rồi. Ok, ok, tạo nhóm bạn ring level 45 là bạn này đúng không? Kêu bằng gì này, lại kêu bằng gì, sao nó không hiện như thế vậy? Cập nhật thêm tính năng clan mọi người. Ôi mà do em quê ngày mai bước theo tình mới 3 2 3 4 5 đúng bạn này mà. Mời không vô quê một cái nữa nè. Quá trời, mình kết bạn quá trời luôn nè. Rồi mấy bạn đừng có đổi tên, mình cũng không biết ai là ai đâu. Bây giờ đổi tên biết ai là ai đâu. Có mấy bạn quy hay chơi mình, giờ hết thấy bạn quy luôn à. Bạn quy đổi tên thành gì luôn hết gì rồi. Dạ biết rồi. Cười cười, ok, tìm. Để tôi mời cho, rồi tôi... Bà cái này, từ mình hơi gói mọi người. Thông cảm. Nè, cứng nè, mời hết luôn. Vô, đó, mời hết. Mời lại nè. Uầy, giờ có chat hỏi, chat này ok nè. Uầy, khá là ok nha. Này chắc không vô quá, kích đi. Chiến. Cái game này nó hơi cũ khoa nhờ, chơi cập nhật mình vô mình chơi tỉnh bơ đó. Nó dẫn cho mình vô mình chơi nhưng mà tìm trận không gặp. Nhưng buổi sáng mình tìm trận cũng gặp. Lúc buổi sáng mình làm video buổi trưa chứ, buổi trưa. Ôi, cập nhật cái map là đẹp quá. Nào. Map cảm giác nó nhỏ hơn ha. Ôi, đồ quả lên tầng cao mới mọi người. Vãi nồi. Ôi, được thế nha. Ôi. Kiểu phía sau là ngọn núi gì mà có mấy con. Ôi, hình lắc nha mọi người. Bài cập nhật kiểu này mà tối ưu cái này chết luôn nè. Sao mình địch ít vậy? Xin phép ăn cái mạng của con Ankylo này. Ui, cho tôi ăn mạng này đi. Đừng giành của tôi, đừng. Ui, tất mất tiêu.
Ủa, cái mẹ con này đâu? Ui, có drone gì đẹp thế. Ê, xíu ra coi drone nữa mọi người. Có drone mới với cái này, cái trung đoàn, cái clan. Ban hội vậy, thì nếu mà võ lâm thì ban hội, còn đột kích thì là clan liên ở gì. Có mấy người vậy ta? Ok đó chưa rồi. Ủa sao không ăn được mẹ nào chứ vậy? Là sao? Ủa mọi người kỳ vậy? Ủa cuối cùng chuyện này là sao vậy mọi người? Sao bên tôi không ăn được mẹ nào chứ vậy? Chắc rồi luôn quá. Tức ghê trời. Lỗi. Kì vậy? Mọi chấm kì em cập nhật kì vậy? Cập nhật về chết tôi rồi. Thôi thoát luôn. Không có chat cho mọi người biết thoát nha. Cái nhỏ chịu game cập nhật ghê chết tôi rồi. Không, quay mấy người thấp giờ mấy người thấp. Ê, đây coi drone nè. Drone đâu? Drone nào? Con này thì không có drone. Để xíu. Con này của mình mua drone được rồi. À, nó thay đổi cái hình drone con cóc con nhái vẫn 4.000 thôi mà rẻ mà. Rồi nếu con cái nếu là con này thì drone là con gì? Ui bật tuột hả? Bật tuột, wow được á, xịn nè. Nếu làm chim này drone sẽ là gì? Một là vẫn là con ốc, con này chắc vẫn là con ốc á. Đây, của mình có drone con ốc mà. con cóc mà có cánh. Con này giống như con cóc mà lại con rồng vậy thôi. Ông không thoát ra hả? Dạ quá trời cái đây cái này coi hạng 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 cờ lan của mình ở đâu ta? Để làm lại trận nữa coi. Tức ghê à. Game này nó làm vậy là chết rồi. Người cập nhật thì người không cập không biết đường để cập nhật luôn rồi. Uầy, tượng nữ thần tự do bị sụp nữa. Thần thần thử con này nhé, thử con này nhé. Đấy, phải như vậy. Uầy uầy, con chim mình nhìn đã ha. Lắc. Ok, các bạn đầu à. Ê, đừng, mấy anh em. Ủa, sao kết nối không được vậy? Kết nối vô, Ủa, phải vậy. Uầy, ôi mọi người, con này nó mạnh hơn luôn á. Sao hôm nay nó mạnh đi. Gặp. Ê, đừng cạp tôi. Tiêu. Ai da. Wow, mất mạnh nhỉ.
thằng sniper mạnh đi. Uầy, mình cập nhật mới chơi ngon nha. Lát hay lát hay lát một xíu. Trời, cười. Bắn nó đi kìa, ở kìa. Ấy da. Đau nha. Chết dẹ. Chết. Lắc. Yeah, bây giờ chơi đồ quà mới phải u hơi kém nha. Ui. Vì khóa mục tiêu bây giờ là phải dễ hả? Khóa mục tiêu này này là bỏ khóa mục tiêu rồi. À, này là đổi khóa mục tiêu rồi. Phải sửa lại mấy cái nút chỉnh nữa để hồi mình ra mình setting lại. Tại mình chơi bằng giả lập, mấy cái game này chơi bằng giả lập thì nó cũng đâu có lợi thế gì so với chơi bằng ấy đâu, chơi bằng điện thoại đâu. Mình chơi bằng giả lập để mình làm video cho mọi người xem thôi. Cho bắn đó, bắn đi. Ui. Ui. Cái gì vậy? Ui, cái khẩu này khẩu gì mà mạnh vậy? À, cái khẩu... Thường cái khẩu này ít người sử dụng cho con Stego lắm. Bắn cũng được. Có drone luôn nè, ghê vậy. Ê giờ quay hòm có drone nữa ha. Cũng được. Ô hay. Không có chờ bán mà có chịu đam gì. Uầy, tiền thưởng ít thôi. Ủa sao mới chơi mà thắng thứ 6 trận dữ vậy? Ui. Ủa mình thắng 6 trận nè vậy? Mấy mình chơi có 2-3 trận mà. Hỏi trăm là sao? Ok, tất cả. Game nè. Hôm nay ngay chơi chung bạn với mấy ông nào chưa mời. Lắc quá trời mà phải chơi thử rồi, lắc quá. Thank you.
Ôi, mình trở lại rồi đây, mình trở lại rồi đây. Bà mày lắc quá mọi người ơi. Lắc thiệt, lắc thiệt, lắc thiệt, lắc thiệt. Quậy đây. Mình chơi bằng giả lập mà mình còn thấy lắc nữa. Chơi bằng gì điện thoại chịu gì nổi trời. Quậy. 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 Hacker hả ba, anh bắn dữ vậy. Bắn cái nữa rồi. Mẹ hát hả? Bắn dữ vậy ba. Ô không chiếm điểm được kìa. Không ai chiếm qua được điểm nào chứ. Vừa lắc rồi. Mà không tính kill cho mình luôn. Mình cũng không chiếm điểm được luôn. Ủa được, được không vậy? Ủa? Khoan khoan cái điểm này chiếm được không gì trời. Ủa? Kìa tự động đi luôn kìa. Rồi luôn. Ai xúi mình cập nhật đó. Ác thiệt chứ. Nhìn nè. Ôi lắc lắm mọi người ơi. Chịu 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 chịu. Cái là chơi chơi ngon lành cái tự nhiên cập nhật cái lại lắc thấy bài đi. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye. See you again.